Hello, xin chào các bạn nhé. Mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái dự án Cutaway Islands Gen 2. Dự án này thì sẽ có làm ở trên Freemint NFT. VNFT. Đấy, ở đây thì chúng ta sẽ vào đây thì chúng ta sẽ connect đến ví MetaMask của mình nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ follow hai cái này thông tin này ở trên Twitter. Đấy, chúng ta follow bạn này cũng như là follow này. Đấy, chúng ta ấn vào verify. Ở đây chúng ta ấn vào submit. Vẫn có captcha. Cái đàn. Bàn bàn. Rồi, coi như là xong nhé. Đến đến đây là xong này. Các bạn vào chia sẻ trên Twitter là được. Đấy, coi như là cái dự án này thì chúng ta sẽ chờ thông tin nhé. Đây. Like và red trên bài này nữa nhé. Dự án này mình nghĩ là ngon đấy mọi người ạ. Đấy, các bạn cố gắng làm dự án này nhé. Đấy, link thì ad sẽ để bên dưới cho các bạn nhé. Rồi, đây là dự án thứ nhất. Dự án thứ hai thì là cái dự án này. Đấy, chúng ta cũng làm luôn nha mọi người nhé. Dự án này thì nó cũng có hai cái thông tin này, một cái 50 slot nhé, Win NFT và một cái nữa là cũng là 1.700 slot. Thì chúng ta cũng làm luôn nhé, tại vì là nó cũng giống y như nhau ấy. Và đây thì mọi người connect đến ví MetaMask của mình nhé. Sau đấy thì theo dõi Twitter này. Mắt Wallet. Vượt qua captcha. Tích vào V. Đấy, như thế này là xong nhé. Khi các bạn ấn chia sẻ này là nó sẽ hiện ra cái link cho các bạn giới thiệu thêm bạn bè nhé. Đấy, 50 slot và cái min link link của nó ở đây. Đấy, khi mà chúng ta vào trúng ấy thì chúng ta vào đây lấy min link để min nhé, hoặc là các bạn có thể lưu lại nhé. Đấy, thông tin dự min thì là ngày 9 tháng 2 và 10 tháng 2. Đấy, chúng ta sẽ lưu lại thông tin này. Rồi. 50 slot nha. Thì còn ở bên này thì cũng thế này. Bên này thì nó cũng có 1.700 slot. Đấy, min link ở đây. Thì chúng ta cũng theo hai cái này. Ở dưới thì chúng ta like và retweet bài này. Ở dưới thì chúng ta sẽ dán vào email nhé. Máy xúc. Ê, chưa xong. Mình đã follow đâu mà lại đã làm rồi. Write Redrin và tag ba bạn bè. Đấy, ấn vào Coffin. Robot test. Complete rồi mà. Rồi. Đấy, khi các bạn thấy link ở đây là xong nhé các bạn nhé. Đấy thì có 3 dự án đấy các bạn ạ. Thì bạn nào mà chưa có làm ra ấy, thì các bạn làm theo hướng dẫn của admin để tham gia nhé. Dự án này thì có 1.750 slot nè. Tiếp theo là cái dự án đây thì không biết là có bao nhiêu slot luôn mọi người ạ. Đấy thì nó cũng đang thì ấy thôi, mình sẽ min ở trên free NFT nhé. Cái con này có trên free NFT này, và cái con Ogre của nó giá cao lắm mọi người, chắc là không mua được cái con này đâu. Chắc là cái con này là con chắc là nó đẩy ra thôi, biết đâu nhỉ. Chỉ cần được 0.1 0.2 ETH tôi cũng đã ngon rồi. Rồi, ok, thì anh sẽ để thông tin ở bên dưới cho các bạn cùng tham gia hai dự án này nhé.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.